Cua đồng còn sống không? Thì giờ thấy nó nhúc nhích luôn nè, nhúc nhích luôn rồi. Cua đồng thì nó muốn riêu, muốn riêu cua đồng trở về miền Tây còn sống luôn nè. Thấy ghê quá, cái càng nó nhúc nhích luôn nè các bạn, sao nó kẹt luôn. Nó còn nhúc nhích luôn, còn sống. Còn sống luôn. Nó còn nhúc nhích luôn. Chỉa cái càng nè, nó kẹp á. Hello các bạn, bữa nay mình sẽ nấu món bún riêu cua đồng. Mình mới đi chợ về. Đây là cua đồng nè các bạn, tươi rối luôn á, mình mua rồi nhờ họ size giùm. Họ size giùm thì họ lấy 4 đô thêm. Đó, đây là cua đồng nè các bạn. Cua đồng tươi rối luôn á. Nó còn sống luôn á. Thì bây giờ mình lược nha các bạn để mình nấu món bún riêu cua đồng nha. Giờ mình lược vô đây. Ở Úc này vậy chứ cũng có cua đồng tươi lắm các bạn, nó còn sống luôn á. Nãy mình mua rồi mình nhờ người ta làm, người ta xay luôn cho mình nó tiện. Giờ mình lược ra xong rồi mình mới nêm gia vị vô rồi mình nấu nha các bạn. Bữa nay đi chợ gặp cua đồng tươi ngon quá chừng luôn, sẵn đó mình mua về mình nấu món bún riêu. Cái món cua đồng này mình nấu canh rau đay với mướp, mồng tơi, ăn là hết sảy luôn các bạn ơi. Ngon lắm. Mình lược thì hơi lâu chút xíu, tại vì nếu mà mình lấy cái dây, cái lỗ nó bự quá thì nó sẽ rớt cái xác xuống á các bạn. Cho nên mình chịu khó mình lấy cái này, mình đứng mình lấy cái muỗng mình quậy cho nó xuống. Nó xuống từ từ. Cái xác nó nhiều lắm các bạn. Đây là cái nồi cua đồng mình đã lọc xác ra rồi nè các bạn. Đó, thì được cái nồi nhỏ như vậy. Thì bây giờ mình nêm gia vị vào nha các bạn, để mình nấu. Ở đây thì mình ăn cái bột nêm này nè các bạn, làm bằng rau củ quả đó. Cái này là của Úc làm nè các bạn. Đó, mình nấu cái gì mình múc một muỗng nhỏ cà phê mình để vào. Thì cái bột nêm này nó có hương vị rất là ngon và thơm. Cái hũ này thì ở ngoài shop họ bán 36 đồng rưỡi một hũ nè các bạn. Đó, hồi nãy mình đi chợ mình cũng mới mua về. Cái hũ này nhà ăn cũng lâu lắm. Đây nè các bạn. Cái hũ rất là to. Cái hũ này là 2,5 kg đó các bạn. Đó, của Úc làm. Mình nêm vô trong này là khoảng một muỗng cà phê hạt nêm rau củ quả hồi nãy mình giới thiệu cho các bạn đó, với một muỗng muối, một muỗng cà phê nha, một muỗng cà phê muối, một với lại một muỗng cà phê đường, rồi một chút nữa mình để thêm một chút xíu nước mắm nữa mình quậy lên, rồi bây giờ mình đi nấu nha các bạn. Mình cho chút xíu nước mắm vào cho nó thơm. Rồi, như đó được rồi.
Còn đây nè các bạn, mình có 4 ký xương, đây là đuôi heo và một củ hành. Mình muốn cho nồi bún riêu của mình thật là ngon và ngọt thì mình nên hầm xương cho nhiều. Xương này mình mua về và mình đã luộc sơ cái nước mà và mình rửa sạch rồi. Thì bây giờ mình bỏ vào trong cái nồi nước. Mình thả một cái củ hành vào cho nó thơm và nó khử cái mùi thịt heo nha các bạn. Xương nhiều thì cái nồi bún riêu nó rất là ngon, nó ngọt nha các bạn. Cho nên mình có 4 ký xương heo và đuôi heo. Đuôi heo mua về mình cũng rửa sạch và mình luộc sơ và mình lấy cái da mình bỏ đi. Đây cái nồi xương mình cũng thả vào và mình bỏ gia vị vào trong này. Tùy theo mình ăn mặn lạt thì mình cứ nêm gia vị vô cho nó thấm vô xương cho nó ngon nha các bạn. Và kế bên đây là cái nồi riêu. Bây giờ mình bật lửa riêu riêu lên và mình nấu từ từ nha các bạn. Để nó sôi nó trào á, mình sẽ nấu từ từ cái nồi cua đồng này. Mình quậy lên cho nó thấm đều cái gia vị hồi nãy mình để dư vào đó. Cái nồi này ngon quá các bạn ơi, một chút nữa nó sẽ đặt cái riêu lại ngon lắm. Bún riêu cua đồng rất là thơm ngon. Đó, mình quậy cho nó đều xong rồi đi mình mở lửa riêu riêu nha các bạn, mình nấu cái nồi cua đồng này nha. Các bạn ơi, mình đã hoàn tất xong cái nồi bún riêu cua đồng. Ôi ôi, rất là thơm ngon luôn. Ngon quá chừng luôn các bạn ơi. Ở ngoài đang trời mưa rào rào nữa. Các bạn ăn tô bún riêu này là rất là hấp dẫn luôn. Nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Đây, 4kg đuôi heo nè các bạn. Mình hầm một nồi bún riêu này rất là tuyệt vời. Và có cua đồng, đậu hũ, rồi huyết ở trong này, cà chua, rất là thơm ngon luôn. Cái nồi bún riêu này rất là ngọt nước các bạn, tại vì mình hầm xương rất là nhiều luôn. Ở nhà ăn thì mình không có bỏ đường, cho nên mình lấy cái nước ngọt từ cái xương á, rất là ngon. Chút nữa mình ra vườn mình hái rau nữa, cây nhà lá vườn. Rau kinh giới thì ăn với bún riêu thì rất là tuyệt vời các bạn ơi. Quá chừng cái nồi bún riêu này nó ngon gì đâu các bạn. Bún riêu cua đồng, nhớ về miền Tây. Đây nè các bạn, rất là thơm ngon luôn. Cà chua này thì ở nhà trồng nè các bạn, mình không có đi mua ở ngoài. Đó, cà chua nhà có thì mình thả vô mình nấu luôn. Đuôi heo, xương heo rất là ngon. Mình thích nhất là huyết với đậu hũ, ăn bún riêu thì không thể nào thiếu ha các bạn. Nóng hổi luôn. Và quan trọng nhất là cái tô này nè các bạn. Đây là cái tô riêu của cua đồng. Mình hồi nãy mình luộc á, xong rồi mình vớt ra. Mình chưng thêm với trứng á các bạn. Với cái hũ gia vị cua. Mình bỏ vô thêm cho nó thơm, hòa quyện lại cho nó đặc. Để mình dễ hấp á, rồi mình bỏ tiêu hạt vô. Ôi tuyệt vời quá, rất là ngon luôn các bạn ơi. Ăn bún riêu cua đồng nóng quá chừng nóng hổi luôn. Đó, mình chưng cái tô này nè rất là hấp dẫn luôn. Ngon quá các bạn ơi. Hôm nay mình trổ tài mình nấu cái món bún riêu cua đồng. Cây nhà lá vườn, chút nữa ra vườn hái rau ha các bạn. Mùa bệnh dịch này thì mình chỉ nấu như vậy thôi. Và đây là bún mình cũng luộc sẵn rồi nè các bạn. Đó, bún mình luộc sẵn nè, chút nữa mình ăn với bún riêu.
Ở bên này thì bún khô mình luộc lên thì nó vậy nè các bạn. Nồi bún riêu đã xong nhưng mà bây giờ ra ngoài hái rau để ăn bún riêu, trời đang mưa các bạn ơi. Trời mưa thôi mình hái lẹ lẹ vài cọng rau kinh giới thôi rồi vô ăn bún riêu, chứ bây giờ trời mưa này mình không thể nào ra vườn mà mình cắt mấy cái rau thơm kia thêm. Mình ngắt đại đi, bây giờ mưa lạnh quá. Hôm nay nấu bún riêu ăn mà ngay trời mưa vậy thì không thể nào mà ra vườn hái nhiều rau được. Nhưng mà rau kinh giới là ngon nhất để ăn bún riêu đó các bạn. Mưa lạnh quá, mình hái vài cọng ăn đỡ thôi chứ hồi chiều tạnh mưa rồi thì hái tiếp. Rau thơm ở nhà rất là nhiều mà bây giờ mưa không thể hái được, ướt như mình hết rồi. Lạnh quá. Thôi nhiêu đây đủ một tô bún riêu rồi các bạn, chiều ra mình hái tiếp rau kinh giới. Cái riêu bây giờ nó cũng đã nguội rồi nè các bạn. Nó nguội thì mình bây giờ để mình sắn ra thử cho các bạn cùng xem nha. Nó nguội thì nó đặc á, nó cứng á, nó săn lại á, cái miếng chả rất là ngon. Wow, cái riêu nè các bạn, nhìn rất là ngon luôn á. Nó không có bị rã. Nhìn hấp dẫn lắm các bạn ơi, đó nhìn cái tô chả nè. Nó không có bị rã cái miếng riêu ra. Mình ăn cái mình để cái miếng này lên cái tô á, rất là ngon. Ngoài trời đang mưa. Trời mưa này mình ăn bún riêu là hết sảy luôn á các bạn. Đây là cái tô bún nè các bạn, thì bây giờ mình múc thêm cái chả cua đồng. Ngon quá chừng luôn các bạn ơi, hấp dẫn quá luôn. Mình để vào tô. Rồi, mình đi lại đằng đây mình múc nước súp. Cái nồi bún riêu mình đang hâm lại nè các bạn, nó đang sôi nè. Nó hấp dẫn quá đi không? Rất là nhiều xương nha các bạn, ngon lắm các bạn ơi, thơm lắm. Riêu mình để ở ngoài cho nên mình không có sợ rã nha các bạn. Đây là toàn bộ là xương với đậu hũ với tiết ở trong này. Rất là ngon. Rồi mình đã hoàn tất xong cái nồi bún riêu thì mình múc ra trong cái tô nè các bạn. Có chả cua và xương, đậu hũ với huyết. Rất là hấp dẫn luôn và không thể nào mà ăn bún riêu mà thiếu cái mắm ruốc nha các bạn. Mình bỏ mắm ruốc vào. Trong này mình cũng có bỏ ớt rồi. Đây là giá. Trời ở ngoài đang mưa các bạn ơi, cho nên mình
mình không có hái rau nhiều được, nhưng mà mình lại thích ăn bún riêu với rau kinh giới. Ăn bún riêu thì không thể nào thiếu rau kinh giới ha các bạn. Đó, rau kinh giới rất là tươi ngon ở nhà hái cho nên rất là ngon, thơm lắm các bạn. Mình bỏ nhiều rau kinh giới vô ăn rất là ngon. Và bây giờ mình xin mời các bạn cùng ăn bún riêu cua đồng hôm nay nhà mình nấu nha các bạn. Cua đồng tươi ngon, rất là thơm luôn á. Mình mua về mình nấu, ở ngoài trời thì đang mưa, ăn cái món bún riêu cua đồng nhớ lại quê hương, nhớ lại mình là dân miền Tây nên mình ăn không thể nào mà không biết ăn cái món bún riêu cua đồng. Quá chừng thơm ngon, hấp dẫn quá các bạn ơi. Rất là ngon luôn. Mình xin mời các bạn cùng dùng với mình nha. Tuyệt vời quá, cái món này cũng dễ nấu lắm các bạn, không có khó đâu. Đây là cái miếng riêu nè, rất là ngon luôn. Đây nè, mình sắn ra chút xíu. Ngon quá các bạn ơi. Mình xin mời các bạn cùng dùng nha. Mình ăn thử cái món riêu này nha các bạn. Cái này là cua đồng nè, rất là ngon. Miếng chả nè, hấp dẫn quá. Mình mời các bạn nha. Ngon quá, thơm quá các bạn ơi. Rất là thơm. Cái món bún riêu cua đồng này cũng dễ nấu các bạn, không có khó đâu, nấu cũng nhanh lắm. Quan trọng là cái nước xương cho nó nhiều, cho nó ngọt đó các bạn. Nhà mình thì không có ăn bột ngọt, không có ăn đường, cho nên mình lấy cái vị ngọt của xương, từ xương ra đó. Ngon quá, bây giờ mình ăn cái miếng đậu hũ này. Đậu hũ nó thấm vô cái nước này rất là ngon các bạn ơi. Nó thấm trong cái nước bún riêu ngon quá. Mình mời cả nhà cùng dùng bún riêu với mình nha các bạn. Rất là ngon luôn. Mình hay bỏ rau kinh giới vào ăn mới ngon. Và mình nặn thêm chanh nha các bạn. Ngon quá. Từ sáng giờ mình nấu một nồi bún riêu này rất là hấp dẫn. Lâu nhất là mình hầm xương đó các bạn. Mình mua 4 kg, 3-4 kg đuôi heo, rất là ngon luôn. Mình mời các bạn nha. Hấp dẫn quá. Đang đói bụng, ở ngoài đang mưa nữa các bạn. Ngon quá. Ở ngoài trời đang mưa mà mình được ăn một tô bún riêu cua đồng rất là hấp dẫn. Mình bỏ rất là nhiều ớt nên nó cay mà mới ngon. Ăn bún riêu mà không có ớt là không bao giờ ngon. Với lại rau kinh giới, phải bún riêu là phải có rau kinh giới. Ngon quá các bạn. Rau kinh giới nó thơm lắm. Mình ăn bún riêu, bún bò Huế á, phải ăn rau kinh giới này. Tô bún riêu này đáng ra phải có rau muống bào nữa các bạn. Mà hồi sáng mình đi chợ sớm quá, lúc đó người ta chưa có dọn rau muống ra, cho nên thôi mình đi về luôn. Tại vì mùa Covid này mà đứng mà chờ lâu lắm, mình đi chợ mình ngại lắm, sợ bệnh á. Cho nên mình đi lẹ đẹ mình về. Cái nước súp rất là ngọt và thơm. Thơm cái cua đồng á. Rất là ngon.
Video của mình quay tới đây thôi, mình xin phép tạm dừng nha các bạn. Xin chúc các bạn ngày mới luôn vui vẻ và hạnh phúc. Cảm ơn các bạn đã xem và luôn ủng hộ video của mình. Xin vui lòng các bạn bấm like và đăng ký kênh ủng hộ dùm. Mình xin chân thành cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn ngày mới vui vẻ. Hẹn gặp các bạn vào video kế tiếp.